Bốn dạng đề thi về tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân thường được hay ra trong các kỳ thi. Dạng 1. Nghị luận ý kiến bàn về văn học. Có những nội dung chính cần ôn tập như nhân vật ông lái đò, vẻ đẹp sông Đà hoặc ý kiến bàn về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm này. Dạng 2. Dạng đề so sánh, ví dụ so sánh Huấn Cao trong chữ Người tử tù và ông lái đò. Hoặc ví dụ khác, so sánh hai đoạn văn miêu tả sông Đà và sông Hương trong Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phổ Ngọc Tường. Dạng 3. Cảm nhận về đoạn trích văn xuôi. Ví dụ, đề bài trích dẫn đoạn văn miêu tả dòng sông hoặc đoạn miêu tả cuộc chiến của ông lái đò với dòng sông và yêu cầu học sinh nêu cảm nhận. Một số đoạn trọng tâm như cảm nhận đoạn văn hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, đến, gậy đánh phèn. Hoặc cảm nhận đoạn văn thạch trận giàn bày vừa xong, đến đoạn thế là hết thác. Đoạn này chủ yếu phân tích cảnh vượt thác của người lái đò. Hoặc cảm nhận đoạn có sông Đà tuôn dài, đến nỗi niềm cổ tích tuổi xưa, chủ yếu là vẻ đẹp trữ tình. Dạng 4. Cảm nhận về hình tượng sông Đà, hình tượng ông lái đò. Với tác phẩm này, các em chú ý phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Đây cũng là nội dung cơ bản thường xuất hiện trong đề thi. Hết. Chúc các em ôn thi thật tốt và thi đạt kết quả thật cao.